Sau 2 ngày áp dụng thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với hai quận Ninh Kiều và Cái Răng, vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh chưa thực hiện nghiêm tinh thần chỉ thị và quyết định của Chủ tịch UBND thành phố. Ngày 13 tháng 7, cùng đi với tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Cần Thơ kiểm tra việc thực hiện lệnh giãn cách trên địa bàn quận Ninh Kiều. Theo ghi nhận, hầu hết các chợ truyền thống, nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận đã đóng cửa tạm ngừng việc kinh doanh sau quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, trên thực tế, tại một số tuyến đường vẫn còn khá đông người và phương tiện lưu thông. Cạnh đó, vẫn còn nhiều trường hợp kinh doanh chưa đúng với yêu cầu giãn cách theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.